Quốc hội nghe báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đây là một trong hai chuyên đề đã được Quốc hội quyết định giám sát tối cao trong năm 2023. Thảo luận tại hội trường, đa số các đại biểu đồng tình và đánh giá cao nội dung báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát Quốc hội. Phạm vi giám sát rộng, nhiều nội dung và số lượng số liệu cần tổng hợp xử lý từ các bộ, ngành, địa phương lớn, nhưng đã được đoàn giám sát tổng hợp đầy đủ, cụ thể, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Nêu rõ hơn về những vướng mắc trong thanh toán chi phí phòng chống dịch COVID-19, hiện chưa có văn bản chi tiết hướng dẫn thực hiện. Đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh kiến nghị. Việc ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi sức khỏe người dân. Tôi cho rằng văn bản chi tiết hướng dẫn thực hiện quy định quy trình thủ tục thanh toán, quyết toán khác với quy định của luật hiện hành mới phù hợp với điều kiện đã thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và mới giải quyết được vấn đề còn tồn đọng. Vì vậy, tôi đề nghị với Quốc hội đưa vào nghị quyết sau giám sát chuyên đề này, quy định cho phép chính phủ xây dựng văn bản chi tiết thực hiện nghị định số 80 của Quốc hội về thanh toán chi phí phòng chống dịch theo chương trình thủ tục rút gọn có phân cấp cho địa phương, quyết định một số nội dung thông qua Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Vì văn bản chi tiết hướng dẫn của chính phủ cũng có tính đặc thù khác với quy định hiện hành, nên đề nghị báo cáo Ủy ban Thường vụ trước khi thực hiện để giải quyết dứt điểm việc thanh toán chế độ cho người tham gia phòng chống dịch, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, thực hiện dưới các hình thức tạm ứng, vay mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ. Các chi phí phòng chống dịch theo quy định của Nghị quyết 80 của Quốc hội. Ngày mai, Quốc hội tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận tại hội trường và tại tổ nhiều nội dung quan trọng.